Mỹ rất vui mừng khi tiếp tục đồng hành cùng quý khán giả trong bản tin thế giới. Ngay sau đây là một số tin tức đáng chú ý sẽ xuất hiện trong chương trình của VTV Canada. Liên Hợp Quốc sẽ rút lực lượng giữ gìn hòa bình ra khỏi Haiti. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu quyết định về việc chấm dứt hoạt động của lực lượng giữ gìn hòa bình đang đóng tại Haiti nội trong năm nay. Hiện giờ có hơn 2.300 quân của Liên Hợp Quốc đang đóng tại Haiti, sau khi mà rút lui ra sẽ tiết kiệm được 346 triệu Mỹ Kim cho Liên Hợp Quốc, là một việc cần làm hiện nay vì Hoa Kỳ là nước đang đóng góp nhiều nhất, muốn cắt giảm số tiền đóng góp. Quyết định cắt giảm này do chính phủ Hoa Kỳ đề nghị với lý do là tình hình chính trị ở Haiti đã ổn định hơn nên không cần có lực lượng quân sự mạnh. Thay vào đó, Liên Hợp Quốc sẽ thành lập một lực lượng cảnh sát nhỏ hơn và trong vòng 2 năm cũng sẽ thu hẹp lại sau khi lực lượng an ninh ở Haiti vững vàng hơn. Liên Hợp Quốc đã điều quân tới Haiti từ năm 2004 khi mà có quân nổi dậy khiến cho Tổng thống lúc đó phải bỏ đi lưu vong. Hai năm sau, Haiti chịu thiên tai và khủng hoảng chính trị nhưng không còn chiến tranh nữa. Haiti là nước duy nhất ở châu Mỹ hiện đang có quân của Liên Hợp Quốc đồn trú. Ngoại trưởng Nga và Hoa Kỳ hội đàm ở thủ đô Moscow về vấn đề Syria. Vừa qua, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã tới thủ đô Moscow của Nga vào ngày 12 tháng 4 để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về tình hình ở Syria sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở miền Tây Bắc Syria, khiến Hoa Kỳ trả đũa làm cho quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ thêm căng thẳng. Rất nhiều người cho rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học, nhưng Nga là đồng minh thân cận của ông Assad nhất quyết phủ nhận, yêu cầu Hoa Kỳ không được tấn công vào Syria thêm nữa và còn phàn nàn Hoa Kỳ không có chính sách rõ ràng về Syria. Trong khi Ngoại trưởng Nga bất bình và chỉ trích, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ lại tỏ ra mềm mỏng ngoại giao hơn và nhấn mạnh ông hy vọng rằng Nga và Hoa Kỳ có thể tìm ra mục tiêu và quyền lợi chung trong vấn đề Syria, cho dù cách thực hiện của hai bên khác biệt nhau, nhưng vẫn có thể thu ngắn khoảng cách. Phía Hoa Kỳ cho rằng đợt công kích vừa rồi đã tiêu diệt 20% phi cơ chiến đấu của Syria, nhưng về phía Nga không đồng ý. Đội túc cầu Dortmund của Đức bị đặt bom khủng bố. Vừa qua, thì cảnh sát thành phố Dortmund ở Đức cho biết là chiếc xe bus chở khoảng 50 người trong đội túc cầu Borussia Dortmund đi giao chiến với đội AS Monaco tranh giải Champions League vào ngày 11 tháng 4 đã bị đặt chất nổ làm bể các cửa kính và làm cho một hậu vệ bị thương ở tay. Trong một cuộc họp báo tối cùng ngày, một biện lý cho biết đã tìm thấy trên xe một lá thư được cho là của thủ phạm còn chất nổ thì được đặt tại một nơi gần khách sạn của đội. May mắn là có một số đã không nổ. Nhà chức trách đang điều tra sự thật về lá thư nhưng mà từ chối không trả lời câu hỏi lá thư được viết bằng tiếng gì. Nơi xảy ra vụ nổ nằm cách vận động trường của Westfalen Station mà đội Dortmund đã giao đấu vào khoảng 13 km. Vụ nổ không gây ảnh hưởng gì tới vận động trường, nhưng khán giả được lệnh giải tán trận cầu bị dời lại tới ngày hôm sau và được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Đây là trận đấu quan trọng, đội thắng cuộc sẽ được vào vòng bán kết. Tin mới nhất cho biết, giới hữu trách Đức đã bắt được một người tình nghi là quân vũ trang Hồi giáo có liên quan đến vụ khủng bố này. Quân đội chính phủ Iraq tiếp tục tấn công vào phía tây thành phố Mosul. Thưa quý vị, quân đội chính phủ Iraq vẫn tiếp tục các đợt tấn công tái chiếm lại khu phía tây của thành phố Mosul, đang còn nằm trong tay phiến quân Hồi giáo ISIS. Tin tức cho biết, trong những ngày qua, quân chính phủ Iraq đã đưa tới Mosul thêm nhiều vũ khí hạng nặng, rất nhiều đạn cối và hỏa tiễn. Trong ngày 11 tháng 4, còn có một dân biểu quốc hội Iraq tới khu phía đông Mosul mà quân chính phủ đã tái chiếm để thăm viếng các thường dân sống tại đây. Hiện giờ, hàng ngày có tới khoảng 15.000 người bỏ chạy từ khu phía Tây sang khu phía Đông Mosul để tránh các cuộc giao tranh. Phía Đông thành phố Mosul đã bị thiệt hại nặng nề về chiến cuộc, nhất là tại bệnh viện Di Đồng. Nhưng tới giờ thì bệnh viện vẫn còn tiếp tục hoạt động và cứu chữa bệnh nhân từ khu Tây chạy sang. Montenegro sắp gia nhập khối NATO. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 4, thì Thượng nghị sĩ John McCain của Hoa Kỳ đã tới thăm Montenegro khi mà nước này sắp sửa được thu nhận vào làm thành viên của khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO.
Thượng nghị sĩ Mark Kane đã hội đàm với Tổng trưởng Quốc phòng của Montenegro và cho biết chính quyền Hoa Kỳ ủng hộ việc mở rộng khối NATO và tán thành Montenegro gia nhập trong tình hình Nga ngày càng tỏ thái độ khó có thể chấp nhận được đối với các nước khác. Ông Mark Kane còn cho rằng Nga cần phải nhìn thấy ở Hoa Kỳ sức mạnh và sự đoàn kết để bảo tồn các nguyên tắc dân chủ. Phía Nga từ lâu nay đã cực lực phản đối chuyện mở rộng khối NATO và còn cho rằng NATO thu nhận một nước ở vùng Balkan của Montenegro là một hành động khiêu khích đối với Nga. Liên minh châu Âu đe dọa kiện Hungary ra tòa vì độc tài và vi phạm nhân quyền. Thưa quý vị, đệ nhất phó chủ tịch của Ủy ban Hành pháp châu Âu ngày 12 tháng 4 đã thông báo Liên minh châu Âu có thể kiện chính quyền ở Hungary ra tòa vì đã độc đoán và vi phạm các quyền tự do dân chủ căn bản của châu Âu nói chung. Liên minh châu Âu từ lâu đã rất lo ngại trước những luật lệ ở Hungary do chính quyền Tổng thống Viktor Orbán đề ra hạn chế các quyền tự do và cản trở người tị nạn. Gần đây nhất là một đạo luật về giáo dục nhằm đóng cửa một trường đại học do chuyên gia tài chính Hoa Kỳ George Soros thành lập ở Hungary. Liên minh châu Âu cho rằng Hungary cần phải sửa đổi luật để duy trì đại học do ông Soros lập ra. Nếu mà không chấp hành thì có thể bị liên minh kiện ra tòa án tối cao. Từ lâu nay thì một số nước trong Liên minh châu Âu đã muốn trừng phạt Hungary vì các chính sách kể trên, nhưng lại có một số nước khác tỏ ra dè dặt và còn có các nước như là Ba Lan rất thân cận với Hungary không đồng ý. Trong khi đó, muốn áp dụng biện pháp mạnh mẽ trừng phạt như là tước quyền bỏ phiếu trong liên minh thì phải được tất cả các thành viên chấp thuận. Cựu Tổng thống Ahmadinejad của Iran ra tranh cử lần nữa. Thưa quý vị, vừa qua thì giới truyền thông quốc gia ở Iran vừa đưa tin cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad vừa mới ghi danh vào ngày 12 tháng 4 để ra ứng cử Tổng thống Iran thêm một lần nữa. Ông nhất quyết ra ứng cử bất chấp lời khuyên hồi năm ngoái của nhà lãnh tụ tối cao của Iran là ông không nên ứng cử thêm nữa. Ông Mahmoud đã làm Tổng thống Iran từ năm 2005 tới năm 2013, nổi tiếng vì là người đã đẩy mạnh chương trình thử nghiệm vũ khí nguyên tử của Iran cho dù bị cả thế giới phản đối và còn hay chỉ trích Hoa Kỳ dữ dội. Hội đồng các cố vấn quốc gia của Iran đã xem xét lại hồ sơ của tất cả những người đã ghi danh ứng cử, rồi sau đó mới quyết định cho phép những người nào được ra tranh cử tổng thống lần này. Thủ lãnh phe đối lập ở Nga kêu gọi biểu tình chống chính quyền ngày 12 tháng 6. Thưa quý vị, một trong những thủ lãnh nổi tiếng của phe đối lập ở Nga là ông Alexei Navalny vào ngày 12 tháng 4 đã kêu gọi tất cả những người ủng hộ trong cả nước biểu tình chống chính quyền vào ngày 12 tháng 6 là một ngày lễ ở Nga. Ông Navalny vừa mới ra tù hồi đầu tuần sau khi bị giam 15 ngày vì đã khởi xướng cuộc biểu tình lớn hồi tháng trước làm hơn 1.000 người bị bắt. Về đối lập hy vọng, các cuộc biểu tình sẽ tạo thêm thanh thế cho các ứng cử viên đối lập trong một cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2018. Tổng thống Putin đã thống trị ở Nga trong suốt 17 năm qua. Hiện giờ vẫn chưa cho biết có tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa hay là không, nhưng mà nhiều người tin rằng chắc chắn ông sẽ ứng cử thêm nhiệm kỳ thứ tư. Nếu mà ông Putin ứng cử lần nữa thì ứng cử viên đối lập như là ông Alexei Navalny gần như không có cơ hội đắc cử vì ông Putin rất được lòng dân chúng. Thêm vào đó, ông Navalny lại vừa nhận bản án vì tội tham nhũng hồi tháng 2 nên có thể không được quyền ra tranh cử chức tổng thống. Hàng ngàn người biểu tình đòi tổng thống từ chức ở Nam Phi. Vừa qua ngày 12 tháng 4 đã có hàng mấy ngàn người ở Nam Phi biểu tình tại thủ đô Pretoria đòi tổng thống Jacob Zuma phải từ chức sau khi mà cải tổ nội các một cách sai lầm. Vài ngày trước khi phe đối lập cũng đã biểu tình nhiều nơi trong nước để phản đối tổng thống. Chỉ trong ngày 7 tháng 4, số người biểu tình lên đến 60.000 người. Tổng thống Jacob Zuma, năm nay 75 tuổi, đã bị biểu tình chống đối rất nhiều lần mà vẫn không bị ảnh hưởng gì. Ông cũng đã 4 lần bị đưa ra quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm nhưng cũng vượt qua được. Lần này, đảng cầm quyền Đại hội Quốc gia Phi Châu cũng không chấp nhận cho ông Zuma từ chức và cũng phản đối chuyện bỏ phiếu bất tín nhiệm. Tuy nhiên, phe đối lập hy vọng rằng sự bất bình của dân chúng lần này sẽ đủ sức lật đổ ông Zuma vì ông đã sa thải một người rất được kính trọng trong chính phủ là ông Tổng trưởng Tài chính Pravind Gopal. Lãnh tụ phe đối lập ở Zambia bị bắt vì cản đường xe tổng thống.
Vừa qua, ngày 12 tháng 4, chỉ huy trưởng cảnh sát ở Gambia thông báo một ngày trước đó đã bắt giữ ông Hakainde Hichilema là lãnh tụ của phe đối lập vì ông này đã cản đường đoàn xe của Tổng thống Edgar Lungu đang đi. Phía cảnh sát cho biết lúc ông Hichilema đã không tuân lệnh điều khiển của cảnh sát là phải nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống khi xe đi qua thành phố Mongu của cách thành phố Lusaka 500 km và như vậy là có thể gây nguy hiểm tới an ninh của Tổng thống. Cảnh sát cũng cho biết sẽ truy tố ông Hichilema vì tội tạo phản sau sự việc này. Cùng bị bắt và bị truy tố vì tội tạo phản với ông Hichilema trong sự việc này còn có thêm 5 người khác. Thưa quý vị, bản tin thế giới vừa rồi cũng đã tạm khép lại bản tin của ngày hôm nay của VTV Canada. Rất Mỹ chân thành sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chúc cho quý vị sắp tới có những ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.